Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Đời Phong nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em cơ sở 1 các bác nhá. Bác nào muốn tư vấn thì các bác gọi điện thoại cơ sở 2 giúp em. Đó, các kênh bán hàng của bên em đấy. Vâng, bữa trước rất nhiều bác hỏi cái dòng loa chép cao cấp thì ngày hôm nay có đây các bác nhá. Một thời gian không có hàng thì hôm nay ngày nay có rồi. Đấy. Xin giới thiệu tất cả các bác, đây là dòng chép ma răng các bác nhá. Thì cái mã số của nó là mã số 083, nó là ma răng vuông. Đấy, lắp cho các dòng BMB thì cũng có thể lắp được luôn. BMB. Đấy, còn mã số 092 là ma răng tròn các bác nhá. Thì đặc điểm như sau, đây là hàng của công ty ma răng nhưng do dịch bệnh nó không xuất khẩu được nên là em cũng mua thành lý được khoảng một ít các bác nhá. Thì hôm nay cũng chia lại cho các bác chơi luôn. Và các bác đã mua hàng của bên em rồi thì chưa có một bác nào chê về dòng chép này luôn. Tiếng sắc sảo, tiếng nét các bác nhá. Không bị sàn tiếng, không bị ồn tiếng. Đấy, và tiếng của nó tiếng nào ra tiếng đấy các bác nhá. Tiếng rất là hay. Nói chung là hàng cao cấp thì chắc chắn là không thể nào mà lẫn vào đâu được rồi. Thì thằng ma răng 083 này là ma răng vuông này thì kháng chảo của nó là 8 ohm các bác nhá. 8 ohm. Đấy, 8 ohm. Em quay cho các bác xem từ cái đường kim mũi chỉ của nó các bác nhá. Các bác nhìn này. Nó rất là chất các bác nhá. Và đây em cam kết các bác, đây là mà là các bác phát hiện đây là hàng mà hàng của Việt Nam. Em biếu không cho các bác, cặp chép không cần lấy tiền. Đấy, các bác nhá. Đấy. Rồi ok. Kháng chảo 8 ohm. Đường kính của nó nếu tính biếu bo viền tròn ấy nó là xít sắt 10 cm đấy các bác nhá. Cắt viền thì nó là cắt viền vuông thì nó là 9. Còn nếu mà tính cả viền ốc này thì nó là thành 10 đấy. Đấy. Đấy, có cặp này thì là em đang bán cho các bác giá là 210.000 một cặp các bác nhá. 210.000 một cặp. Đấy, 210.000 một cặp. Đấy, ma răng vuông có thể lắp được cái dòng sang các dòng BMB 850 rồi 450C rồi là 1.000 2.000 gì đó. Có cái là chép vuông có thể lắp được luôn. Từ 500 kép các bác nhá. Từ 500 kép. Từ 500 kép. Từ 500 kép. Đấy. Còn đâu đến dòng 093 này là dòng tròn các bác nhá, có thể lắp được hầu như tất cả các dòng loa. Nói chung là tất cả những cái dòng loa nào mà cảm thấy nghe tiếng nó kém hoặc là nó bị cháy hoặc là nó rè các bác thay luôn các bác nhá, không phải suy nghĩ, bởi vì là một cặp như này bán chỉ có 200.000 một cặp thôi các bác nhá. 200.000 một cặp. Mã số của nó là mã số 092. À, 092C. Đấy, đường kính 10 cm. Kháng chảo của nó là kháng chảo 4 ohm các bác nhá. Hay các bác có thể xem đường kim mũi chỉ của nó các bác nhá. Và các bác đã phát hiện đây là loa Việt Nam, em xin biếu không cho các bác, cặp chép không cần lấy tiền. Em cam kết với các bác đây là hàng nhập các bác nhá. Còn đâu nữa hàng Việt Nam, biếu không cần lấy tiền. Đấy. Và em tăng tiếng to lên cho các bác nghe cho nó chi tiết các bác nhá. Đây. À các bác nghe chưa? Tiếng rất là nét các bác nhá. Dòng cao cấp thì tiếng rất là nét. Đây em ghi là đường kính tròn là 10 cm các bác nhá. 4 ohm, 5 W. Là 200.000 một đôi là tròn này các bác nhá. Nó tròn này 10 cm này là 200.000. Đường kính vuông này, đường kính là 9,5 cm, kháng chảo 8 ohm, 5 W. 210.000 một đôi các bác nhá. Bao ship toàn quốc các bác nhá. Bao ship toàn quốc. Đấy, số điện thoại mua hàng đây các bác nhá. Đấy. Đây là dòng chép cao cấp đâu nhá. Và đến bây giờ em bán là rất là nhiều sản phẩm rồi, chưa có một khách nào chê về dòng này luôn. Các bác nhìn từ cái đường kim mũi chỉ của nó luôn. Từ cái chất của nó các bác nhá. Đấy, ok. Còn chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cơ sở 1 cho em các bác nhá. Còn cần tư vấn gì các bác gọi điện thoại bên cơ sở 2 các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.